Chào tất cả mọi người, em là mẹ bỉm sữa và em vừa bị một công ty Korea Hàn Quốc vừa mới lừa đảo, một chiêu thức lừa đảo quá dù các ba mẹ để bỉm sữa để buôn bán để cộng tác viên buôn bán có lời, nhưng mà thực ra là bọn em đã bị lừa. Không những một mình em mà còn nhiều người khác nữa đã bị lừa một cách rất trắng trợn. Em vừa bị lừa 7 triệu và có một người em của em cũng mới vừa bị lừa xong, không phải người em mà người bạn, có nghĩa là vừa bị lừa xong của công ty Korea Hàn Quốc vừa bị lừa bọn em vừa bị lừa 7 triệu và có con em là cũng vừa bị lừa mất 5 triệu. Họ bảo là chứng chỉ của công ty nó cho nhận hàng về rồi để nữa. Lúc mà họ bảo mình cộng tác viên thì lại có những người đã tự dưng không quen biết nhưng họ lại đặt hàng của mình ở các nơi rất xa xôi của các spa. Nên là em muốn nhắc nhở mọi người đừng. Chào mọi người, vì hôm qua em đã đăng cái lừa đảo nên là giờ em muốn cho mọi người xem đây là cái công ty đây là cái giấy nhãn hiệu của công ty. Đó, đây là phiếu bảo hành này, rồi hàng của công ty này, rồi chính sách đổi trả hàng này. Nhưng mà thực ra những cái thứ này ở lúc mình đổi trả hàng là không có địa chỉ này, không có người nhận hàng. Và đây là những cái loại hàng, mặt hàng đó. Mặt hàng là lúc mình đặt đăng hàng để bán ấy, thì làm cộng tác viên đăng hàng để bán thì người ta sẽ cho một nhân viên hoặc vài nhân viên ở giả làm người đặt hàng của mình. Nhưng mà lúc mình lấy hàng về, mình bảo người ta chuyển khoản, chuyển hàng cho người này để cho họ lấy thì họ lại không chịu. Nên là mình phải ôm hàng về để chuyển hàng cho người khác. Nên là mình cũng không thể biết được nên mới bị lừa. Chứ còn nếu như mà biết được á, thì không có chuyện để nói lên đấy. Vì mình chỉ muốn có những người họ bình luận, họ bảo là mình tham. Nhưng mà thực sự ấy, con người mình ai cũng tham. Ai cũng muốn kiếm tiền để lo cho con cái, để lo cho gia đình. Mọi người nhìn thấy không, em nhà cửa chưa có, đang ở những cái túp lều như thế này để vay mượn, để nói chung để trang trải từng đồng, để trả tiền từng tháng một. Nhưng người ta có hiểu được là mình phải kiếm tiền bằng mọi cách, mình phải muốn kiếm được tiền để lo cho con. Nhưng mà mọi người lại bình luận những câu nói khó nghe quá. Mọi người lại bảo là tham, tham thì chết. Thực sự ấy, con người mình ai cũng tham, chẳng có ai là không tham cả. Vì tiền mà, con người mình sống phải có tiền chứ không phải là không tham đâu. Nên là mọi người đừng có chửi những cái câu đó. Em là muốn nói lên đây cho mọi người để biết. Có những người biết thì họ sẽ không bắt, nhưng có những người không biết thì họ sẽ còn thái thân lâm nhiều nữa. Có nhiều người còn bị lừa nhiều nữa. Nên em chỉ muốn nói để người khác không còn bị lừa như em. Không còn nhiều người đằng sau nữa bị lừa giống như em. Là mất bao nhiêu tiền, con mình không có đủ lo, không có cuộc sống của mình đủ no ấm để cho con được. Nên em chỉ muốn như vậy. Chào mọi người, em cảm thấy hối hận vì những gì em biết mà em không nói sớm, nên là còn nhiều, rất nhiều người bị xấu nữa. Nhưng mà có những người họ biết, họ lại im lặng. Nên là em thấy người biết trước em, họ im lặng, họ không lên tiếng, nên mới nhiều người bị lừa thêm. Còn giờ để em biết nên em muốn lên tiếng để còn nhiều người không bị lừa như em. Giống như giờ em biết trước rồi, cách đây khoảng 6 tháng, nhưng mà giờ lại có nhiều người nhắn tin ra bảo là chị ơi em bị lừa thế này thế kia, em cũng bị như vậy rồi, em cũng bị 7 triệu, 8 triệu, em bị 5 triệu, em bị 2 triệu, còn nhiều lắm. Các vấn đề này còn rất nhiều nên em chỉ muốn lên tiếng đấy để cho mọi người cùng chia sẻ, cùng sáng sẻ với nhiều người khác, là để cho người ta khỏi bị lừa nữa. Không ai bị lừa nữa, để kiếm tiền để nuôi con như dễ dàng. Bởi cái chiêu trò lừa này, cứ người này bị lừa nhưng mà lại giấu kín thì người sau sẽ bị lừa nữa. Nên mọi người hãy cố gắng chia sẻ để mọi người